đã ở Ukraine 20 năm, 25 năm, tất cả gia tài bỗng nhiên chỉ còn xách được một cái túi con, xong rồi là đi sang một cái vùng đất mà không biết tương lai sẽ như thế nào. Đây là dòng người tị nạn từ Ukraine chạy sang biên giới với Slovakia. Không thể tưởng tượng được là chen nhau đặt nhau như thế nào ở dưới đấy. May thì lên kinh khủng khiếp luôn. Nhiều người lắm. Đến bây giờ chân tay nói chung là vẫn cứ rất là run hết cả chân. Trẻ con các thứ nó khóc, nó nóng, hét ầm ĩ lên, nói chung là nhìn thật sự là rất là sợ. Trong tư tưởng là chạy thoát ra khỏi biên giới thôi, cũng thực sự lúc đi thì cũng định hướng đi đường này, nhưng mà lên đến đấy hoảng loạn, đi sang đến nơi thì bơ vơ, đang bơ vơ rồi đang chới với thì không biết là như thế nào, thì lại rất là may gặp cộng đồng người Việt mình đi ra giúp đỡ, thì lúc bây giờ chỉ biết là sung sướng và cảm động thôi. Đây là hội người Việt Nam tại thành phố Košice cũng đang có mặt tại biên giới để giúp đỡ đồng bào Ukraine sang lánh nạn. Và đây là có súp của người Việt Nam. Trong này là quần áo của người dân nước Slovakia và người Việt Nam mình mang đến để phục vụ giúp cho bà con Ukraine chạy loạn, thì nếu mà cần ai cần cái gì có thể lấy đồ ăn, đồ uống. Thời tiết thì lại rét mà các anh lại bỏ công việc mà đứng từ sáng đến chiều để mà chờ từng người Việt mình đi qua biên giới để sang để kêu mang. Chúng tôi kêu gọi, tôi thấy hàng chục gia đình đăng ký, tôi bảo thế này thì thoải mái. Nhưng mà thực sự là bắt đầu khi mà nhận thì là quá tải ngay từ ngày đầu. Ví dụ như là có một anh chị tên là anh Hòa, chị tên là chị Mai, có một cái nhà xưởng sản xuất đang hoàn thiện, gần chuẩn bị đưa vào để sử dụng. Với kế hoạch lúc đầu là đón 10 đến 15 người, và thời điểm cao điểm nhất anh chị đón 128 người. Đây là nhà của một bạn thanh niên tên là Hiếu, nhà bạn mới mua. Khi mà có người Việt Nam mình từ Ukraine sang là bạn đã giúp nhà để cho mọi người ở. Đấy, nhà mới tinh luôn. Đấy, đây là các phòng ngủ này dành cho người Việt Nam mình từ Ukraine sang đây. Chúng tôi có gần 20 điểm tiếp nhận. Chùa Nhân Hòa là cái nơi mà chúng tôi tiếp nhận được nhiều nhất. Có những lúc có mặt ở đây đến 500 người. Có những người phải đứng, xong rồi chờ vợ con mình nằm một lúc rồi là vợ con đứng lên thì người đấy mới được nằm xuống để ngả lưng một chút để nghỉ ngơi. Người Việt ở Ukraine sang đây được chùa cứu trợ và rất là vui vẻ, rất là cảm thấy cái tình cảm ấm áp của người dân Việt ở Ba Lan và chùa đón tiếp đồng hậu và sẽ ăn uống đầy đủ sạch sẽ. Khi mà chúng tôi kêu gọi thì bà con cộng đồng nói chung ấy, người ta chở gạo, chở nước, chở trứng đến chùa, nếu mà là cái chỗ khu vực ăn chay. Còn đến các khu vực khác thì người ta chở thịt, cá. Lúc bình thường ấy, chúng tôi có mâu thuẫn, thậm chí ghét nhau ấy. Đấy. Thế nhưng mà khi mà cùng sát cánh để làm cái việc thiện nguyện thì chúng tôi bỏ qua cái vấn đề đó. Có thể là hết cứu trợ chúng tôi lại ghét nhau như cũ, nhưng mà hiện tại ấy, thì chúng tôi hợp tác với nhau một cách rất là khăng khít, chia sẻ, góp sức, hỗ trợ bà con. Cái điểm này là chúng tôi thực sự là lo cho gia đình hết, nơi ăn, chỗ ở, quần áo. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu chuyển hướng trợ giúp khác, là tìm công ăn việc làm cho bà con.